Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ lên video con Hyundai Getz 2009 này cho các bác. Con xe này thì lên ảnh thì rất nhiều bác là chúng ta đang có nhu cầu là bảo là quay video con xe này. Thì hôm nay thì bắt đầu nó mới dọn xong nội thất thì bắt đầu em về đây thì em quay video luôn cho các bác. 2009 xe nhập bản đủ các bác nha. Đấy, xe nhập bản đủ 2009 và hiện tại con xe này thì báo giá luôn cho các bác với giá chốt bao rút hồ sơ. Đấy, là 140 triệu thì có thể là các bác nào đến thì chúng ta lọc lá một chút thôi. Chứ còn giá là chốt là 140 triệu bao rút hồ sơ các bác nhá. Đấy, xe màu bạc. Cái dòng Hyundai Getz này mặc dù nó là xe bản đủ nhưng mà la răng của nó vẫn là la răng sắt thôi. Đấy, nó không giống như dòng ví dụ như Kia Morning thì bản đủ của nó là la răng đúc cũng như là xi nhan gương, bóng khí. Con xe này thì bản đủ của nó chỉ có bóng khí này. Tuy nhiên không có hệ thống xi nhan trên gương. Cũng như là la răng của nó vẫn là la răng sắt. Đấy, nhưng mà đời này thì nó là nhập khẩu với tầm giá là 140 triệu. Thì với cái tầm giá cũng như thế thì bác nào mà chúng ta thích dòng ví dụ Kia Morning bản đủ. Đấy, với la răng đúc, với xi nhan gương, với bóng khí, với điều hòa auto thì có thể là lấy sang con Kia Morning 2011. Morning 2011 thì tầm giá nó chỉ khoảng tầm 145 triệu thôi. Đấy, xe biển Hà Nội các bác nhá. Còn con xe này thì mang biển số 88, biển Vĩnh Phúc. Đấy, tổng thành phía bên ngoài thì dọn xong các bác có thể nhìn này. Xe màu bạc. Đấy, Getz này thì nó là xe nhập khẩu. Còn con Morning kia mặc dù là đời cao hơn 2 đời, 2011 bản đủ nhưng mà nó là xe trong nước. Đây, phía bên trong nội thất đây. Nội thất của dòng Getz này thì nó vẫn là ghế nỉ. Đấy, ghế nỉ nguyên từ đầu. Ghế nỉ đây. Có một hệ thống bóng khí ở trước vô lăng. Trần nỉ nguyên này. Dòng này như em nói rồi, mặc dù nó là xe bản đủ nhưng mà trang bị của nó thì chỉ có một bóng khí ở trước vô lăng thôi, gương kính chỉnh điện. Đấy. Và la răng sắt. Không có xi nhan trên gương nhưng mà nó là xe nhập khẩu. Đấy, dòng Getz này cũng là một trong dòng xe mà một đầu nhưng mà đánh giá nó rất là bền. Nếu mà dòng hatchback thì dòng Getz là một trong dòng xe được đánh giá là nồi đồng cùi đá đấy. Đây, đi qua hệ thống máy của nó. Máy thì nó cũng như các dòng khác. Máy con xe này là 1.1. Như các dòng hatchback khác rồi. Đăng kiểm con xe này đến tháng 8 năm 2023 nhé. Để báo luôn đăng kiểm để các bác nào mà chúng ta mà mua thì chúng ta có thể lựa. Đây, toàn bộ khoang máy đây. Đấy, với đời này thì mặt máy thì cũng có động chạm mà răng dàn cò thay răng rồi, còn chỉ có chân máy là nguyên thôi. Các bác có thể nhìn qua về những ốc phía bên sâu bên dưới chân máy thì sơn vẩy màu các thứ là vẫn còn đây, ốc bên này này. Đấy, chứ còn phần mặt máy thì với đời này 2009 đến giờ thì cũng có động chạm thay răng các thứ rồi. Keo chỉ thì nguyên, con xe này thì đảm bảo cho bác về phần đâm va tai nạn ngập nước cũng như là khoan đục taxi các bác nhá. Xe hoàn toàn không có những cái lỗi đấy. Đây, ra máy này. Nói chung là con xe này cũng là một con xe cứng. Đấy, đi thì cũng khá là bền. Getz thì nó cũng là dòng mùi đồng cuối đá. Là sẽ đi qua phần cốp nó đi. Phần cốp phía đằng sau để cho các bác xem. Cốp con này thì là không có giật. Cốp của nó là mở đấy, không phải là cốp giật. Đây. Cốp con xe này thì dán chống ồn rồi. Còn cái lốp dự phòng thì em đang bỏ ra phía bên ngoài để vì vừa mới dọn nội thất về nên là không để cái lốp dự phòng ở đây. Đấy, tí để lốp dự phòng vào nữa là xong. Dọn nội thất thì phải bỏ lốp dự phòng ra. Nhưng mà con xe này đây các bác có thể nhìn qua. Dán chống ồn rồi.
khá là sạch sẽ, hai bên thì cũng không có xước sát gì. Đây là phần nỉ phía bên trên này, tí bỏ cái lốp dự phòng vào đây, sau đó thì để cái nỉ này vào. 2009 biển 88 Vĩnh Phúc. Bao rút hồ sơ thì bác nào có nhu cầu về con xe này thì biển 88 Vĩnh Phúc bao rút hồ sơ, và bác nào có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại dưới màn hình hoặc đến là tại salon để xem xe, test xe cũng như đi thử. Cảm ơn các bác đã xem video, và chúng ta sẽ gặp lại nhau những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.